Hello, please come to the Fisherman Guest Fish Channel. Rồi, tao mình mới ra khơi rồi mẹ. Rồi, anh nghĩ rằng vào thầy thì mình chứ mà. Bao vòi để bắt cá. Đây là những cái chip theo dõi hình dạng mọi người ạ. Tơi vừa mới lấy nhìn rất là đẹp. Come on, 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 come on
đã chạy về bờ luôn á. Anh em mình đang ngồi lỗ ạ. Ngoài đây anh Lịch đang ngồi làm được chấm. Làm nước chấm để chấm gọi. Rồi bọn mình đánh sát núi luôn, khu vực vùng áng à. Anh ơi, đây khu vực vùng áng à. Đây, tàu mình làm ở là gọi cá tích. Đây cá tích nha. Tôi lôi cá mắm. Đây. Đây đi gọi cá tích. Rồi mình có mấy sát giả thả giả làm. Tí là tái chạy nha mọi người, tí là tái chạy rồi kem với dầu ăn gọi rất là ngon. Rai có rất nhiều tàu tây luôn, thế nhờ 6-7 chiếc tàu tây mọi người. Mình đang đánh ở khu vực Hà Tĩnh, vị trí 18 rồi mọi người ạ. Đây, khu vực Thị Anh Hà Tĩnh nha. Còn mình đang ngồi đảo xuống rồi ạ. Thank you.
Ông mình vừa mới cặp cảng rồi đấy, cặp bến cá. Đây là chiếc thiên hải, tàu thiên hải về. Về đoàn lưới của bọn mình về rất là đông, đa số là đoàn thiên hải mà, thiên hải với Lê Bảo. Chật kín bến cá luôn. Chiếc lại về chừng hơn 28 triệu rồi. Toàn là cá đồng rồi, cá đồng với cá lượng. Về mấy tấm khay anh Tinh? Đây một số cá lượng mọi người, cá trái. Cá ướp vào bi luôn mọi người, thấy khải ấy. Cá cả lượng, cá tôm. Ồ, một bịch cá ngựa rồi. Đây bịch nhựa đến vài chục con cá ngựa ấy mọi người. Cá ngựa loại đây thì chừng 50.000 một con. Giờ có một khải cá mối. Cả dứa rồi.